Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Vào thời Nguyên Nhân Tông Diên Hựu, năm 1311-1320, ở kinh thành Đại Đô, nay là Bắc Kinh, có một xưởng gỗ với hàng chục thợ mộc, đứng đầu là một quản đốc. Trong số các thợ mộc đang làm việc ở đây, có một người tên là Trịnh Đại Sai. Người này và quản đốc luôn có mâu thuẫn với nhau. Vào một ngày nọ, để xóa bỏ mâu thuẫn với Trịnh Đại Sai, người quản đốc đã mua tặng một ít rượu và thịt rồi mời Trịnh Đại Sai về nhà ăn uống sau giờ làm việc. Trịnh Đại Sai đêm hôm đó uống thật say trước khi về nhà mà không biết một thảm kịch đang chờ đợi mình. Sáng sớm hôm sau, vợ của Trịnh Đại Sai là Lưu Thị đã đến cảnh tuần viện tố cáo người quản đốc đã sát hại chồng mình. Sau khi đến nhà quản đốc ăn uống đã không về. Khi biết Trịnh Đại Sai có nhiều mâu thuẫn với quản đốc, cộng với việc tối hôm xảy ra vụ án, Trịnh Đại Sai cũng đã cùng ăn uống với quản đốc, nên tuần án đã ra lệnh bắt giữ người quản đốc. Dưới sự tra tấn tàn nhẫn, người quản đốc buộc phải nhận tội giết người. Người quản đốc đã khai, sau khi giết Trịnh Đại Sai, hắn ném thi thể xuống mương bên ngoài xưởng gỗ. Tuần án ngay lập tức phái hai tên lính đi tìm thi thể. Lúc này, quan trên đã thúc giục họ phải khép lại vụ án càng sớm càng tốt và tuần án đã giao nhiệm vụ cho hai tên lính phải tìm được thi thể trong 10 ngày. Mặc dù họ từng nhiều lần đến chiếc mương để tìm, nhưng không lần nào có kết quả. Mỗi lần như thế, họ đều bị đánh đòn nặng nề. Trong cơn tuyệt vọng, cả hai bàn cách giết người rồi lấy thi thể đó giao cho tuần án, giả làm thi thể của Trịnh Đại Sai. Vào một buổi hoàng hôn, hai tên lính nhìn thấy một ông lão cưỡi lừa đi qua cây cầu. Cả hai quyết định dìm chết ông lão rồi tìm cách khiến thi thể của ông bị phân hủy đến mức không thể nhận ra. Sau đó mang thi thể này về báo cáo lên cấp trên. Còn chú lừa thì đã xuôi theo dòng nước bơi đi mất. Và cứ như thế, vụ án này đã được khép lại, người quản đốc bị xử trảm. Trong lúc vụ án Trịnh Đại Sai vừa được tuyên bố kết thúc thì gia đình ông lão vẫn luôn đi tìm ông. Một thời gian ngắn sau, họ gặp được một người bán hàng rong mang theo một tấm da lừa. Tấm da lừa này có những mảng màu lông giống như con lừa mà ông lão đã cưỡi lúc mất tích. Đặc biệt hơn, trên tấm da lừa có nhiều vết máu chưa khô. Thế là gia đình ông lão quyết định đưa người bán hàng rong này lên quan phủ. Tại đây, người bán hàng rong không thể chịu đựng sự tra tấn nên đành nhận tội để không bị đau đớn thêm. Hắn khai đã cướp con lừa nhưng gặp sự chống cự quyết liệt nên đã giết ông lão. Nhưng vì không thể nói rõ nơi chôn xác nên hắn tiếp tục bị tra tấn dã man, sau cùng đã chết trong tù. Về phần những thợ ở xưởng gỗ, họ cho rằng cái chết của người quản đốc là oan ức, họ không tin ông có tội. Họ đi khắp kinh thành để tìm manh mối nhưng không thu thập được gì. Sau đó, những thợ mộc trên đã góp được 100 lượng bạc. Họ tuyên bố nếu ai có cung cấp manh mối sẽ được thưởng tất cả số bạc này. Có lẽ thiện ác đều có báo ứng. Một đêm nọ, nhà Lưu Thị bị trộm viếng thăm. Tên trộm chưa kịp ra tay thì một người đàn ông say xỉn đã lảo đảo bước vào nhà. Người này hung hăng chửi bới và đá vào người Lưu Thị. Lưu Thị lúc đấy vừa khóc thút thít vừa than thở. Ta vì chàng mà giết chồng, phân xác và chôn dưới hầm, không ngờ đến bây giờ chàng lại đối xử với ta như thế. Hóa ra, Lưu Thị có mối quan hệ bất chính với một người đàn ông khác từ lâu. Họ đã lên kế hoạch cùng nhau giết chết Trịnh Đại Sai để có thể dễ dàng qua lại hơn. Vào đêm hôm Trịnh Đại Sai và người quản đốc ăn uống no say, Lưu Thị đã thúc giục nhân tình sát hại chồng. Sau đó, cả hai cùng chặt xác Trịnh Đại Sai thành nhiều mảnh rồi giấu trong căn hầm dưới nhà. Tên trộm sau khi nghe được câu chuyện này vội vàng đến xưởng gỗ nhận thưởng. Hắn nói, ta biết rõ hung thủ thật sự đã giết chết người thợ mộc là ai, hãy mau chóng đưa phần thưởng cho ta. Sau đó, tên trộm đã dắt nhóm người thợ mộc đến nhà Lưu Thị. Lúc này, họ lập tức tràn vào nhà. Một số người khống chế Lưu Thị và nhân tình, trong khi một số khác lao xuống tầng hầm. Thật sự là có rất nhiều mảnh thi thể của Trịnh Đại Sai ở dưới hầm. Vụ án được xét xử lại, Lưu Thị, gã nhân tình và hai tên lính giết người vô tội lần lượt bị trừng phạt. Viên chức trước đó đã kết án tử hình người quản đốc cũng bị cách chức và tống vào tù.
Phàm là sự vật trên đời, ắt sẽ có kẻ thích người ghét. Chim bồ câu cũng vậy. Người thấy chúng đáng yêu, người khác lại thấy ghét, cho rằng chúng bẩn thỉu, hôi hám. Có người thậm chí còn thấy sợ vì đôi khi có những chú chim thật hung hăng. Nhưng dù thuộc nhóm nào thì thực chất cũng chẳng quan trọng lắm. Chim bồ câu tồn tại ở rất nhiều thành phố trên thế giới và bạn sẽ phải chịu đựng chúng dùng theo cách này hay cách khác. New York, Mỹ chẳng hạn, bồ câu thậm chí đã trở thành loài chim bản địa ở đây dù có nguồn gốc từ cách đó nửa vòng trái đất, Bắc Phi, Trung Đông, châu Âu và chỉ mới được nuôi trong khoảng 5.000 năm gần đây. Ban đầu, con người nuôi bồ câu để làm thức ăn. Chúng là một nguồn bổ sung protein cực ổn, giống như gà vậy. Chưa kể, bồ câu còn có thể huấn luyện để đưa thư. Vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, người Hy Lạp đã sử dụng chim câu để chuyển kết quả thi Olympic đến các thị trấn, thành phố lân cận. Và tới thế kỷ 16, chim câu chạm đến thời cực thịnh. Người ta nuôi chúng theo sở thích hoặc để trình diễn. Thậm chí như hoàng đế Appa tại Ấn Độ còn nuôi tới 10.000 con chim câu với mục đích để sưu tầm. Nhìn chung, con người và bồ câu có một mối liên hệ hết sức chặt chẽ. Đó là lý do vì sao khi người châu Âu khai phá Bắc Mỹ vào thế kỷ 17 đã mang theo loài chim này. Và chẳng ai ngờ rằng chúng thích nghi rất nhanh. Chúng đã bỏ trốn khỏi chủ nuôi. Đó là cách để hình thành những đàn chim hoang tại các thành phố trên toàn thế giới, trích lời Elizabeth Cullen, nhà sinh học chuyên nghiên cứu chim bồ câu tại Đại học Fordham, Mỹ. Khi bỏ trốn thành công, số lượng chim câu tại các thành phố đã bùng nổ. Cullen cho biết, nguyên nhân là vì các thành phố cung cấp một môi trường hoàn hảo như Downy đóng giày cho chúng vậy. Chúng có thể sinh tồn bằng bất kỳ thứ gì, kể cả thức ăn bỏ đi từ loài người. Chúng ta có thể thấy bồ câu ăn được mọi thứ, từ cơm, bánh mì, thậm chí cả bánh donut. Chúng có khả năng sinh tồn từ thức ăn thừa của con người và nhờ vậy sống sót thành công trong các thành phố lớn, Cullen chia sẻ thêm. Đó là chưa kể đến việc con người cũng chủ động cho chúng ăn nữa. Nhờ vậy, chim bồ câu không phải tốn quá nhiều thời gian để tìm thức ăn. Thời gian ấy chúng dùng để sinh sản, việc hoàn toàn có thể thực hiện mà chẳng cần tới cây cối. Bởi lẽ trong tự nhiên, chim bồ câu xây tổ trên những vách đá cũng được, mà thành phố thì có quá nhiều vách đá như thể dưới dạng nhà cao tầng. Bên cạnh đó, còn có những lý do nữa giúp bồ câu phát triển cực mạnh trong các thành phố, đó là khả năng định vị đỉnh cao ngay cả trong thế giới loài chim. Nhờ khả năng điều hướng, chim bồ câu có thể tìm đường về nhà dù có đi xa tới cả ngàn cây số. Và khả năng này hỗ trợ rất tốt cho việc sinh sống trong địa hình phức tạp của các thành phố. Có bao nhiêu con bồ câu trong các thành phố nhỉ? Tại New York thì tỷ lệ là 1-1, nghĩa là một người có một chim, tương đương 8 triệu con. Con số này đúng hay không thì chưa bàn, nhưng cư dân chỉ biết rằng thành phố ấy không đủ lớn cho cả hai chủng loài, Cullen cho biết. Năm 2003 là một ví dụ, mối quan hệ giữa người và chim tại New York trở nên căng thẳng đến mức công viên Bryant phải thuê chuyên gia về để đuổi bớt chúng đi. Và câu chuyện không chỉ xảy ra với nước Mỹ, Bangkok, Thái Lan thậm chí còn ra quy định phạt tù với những ai cho chim ăn. Nhưng khổ nỗi, vấn đề không đơn giản như vậy. Chỉ cần con người xây dựng thành phố, chim câu sẽ xuất hiện. Trên thực tế, cách duy nhất để kiểm soát số lượng chim bồ câu ngoại trừ việc tự tay tiêu diệt là dựa vào các loài thiên địch của chúng. Đến đây lại có thêm một vấn đề nữa. Tại Mỹ, đã quá lâu rồi, chim bồ câu không có kẻ thù trong tự nhiên. Nguyên nhân một phần là vì chiến dịch sử dụng thuốc trừ sâu DDT mà Mỹ đã áp dụng từ thập niên 1940. DDT đã bào mỏng vỏ trứng của các loài chim ăn thịt như chim ưng, diều hâu và khiến số lượng của chúng sụt giảm, Cullen cho biết. Dẫu vậy thì cũng thật may là năm 1972, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm sử dụng DDT cũng vì lý do kể trên. Các loài chim ăn thịt đang quay trở lại thành phố và với quá nhiều thức ăn, chim câu, chắc còn lâu nữa chúng mới rời đi.